Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Trong video buổi tối ngày hôm nay là ngày 16 tháng 12 thì cửa hàng Xuân Đỉnh lại tiếp tục về được những chiếc âm ly hàng bãi Nhật để phục vụ cho các bác phối ghép về những bộ âm thanh của nhà mình. Thế hôm nay cửa hàng Xuân Đỉnh về được 7 chiếc âm ly, cũng có 3 chiếc màu đen của hãng Kenwood và 4 chiếc màu trắng của hãng Technic. Đây toàn là những dòng âm ly phổ thông mà tiếng nó lại rất là hay. Và những cái dòng này thì nó lại ghép được rất là nhiều những dòng loa Nhật. Và đặc biệt là dòng V7 này thì nó ghép loa ngang ngố S90 rất là tuyệt vời. Thế đây Xuân Đỉnh về được 7 chiếc này thì đều là hàng đã được test hoạt động tốt. Và bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi báo giá cho các bác về 7 chiếc âm ly. Thì những dòng Technic V7 này thì nó sẽ có mức giá là đồng giá. Còn dòng Kenwood này thì nó sẽ có 3 model khác nhau. Và dòng Kenwood này thì nó không được nổi tiếng lắm tại thị trường Việt Nam, nhưng ngược lại thì chất lượng âm thanh cũng như dòng này đều là những dòng có công suất lớn. Và cấu hình của những dòng âm ly Kenwood này thì toàn là cấu hình khủng, vì dòng này đa số toàn chạy 8 sọt hàn rất là gấu đây. Đấy. Tổng quan thì rất là đẹp và máy móc thì còn nguyên zin. Đầu tiên sẽ quay cho bác về những dòng Technic V7. Thì V7 ngày hôm nay Xuân Đỉnh về được 4 chiếc có cả V7A. Thì thực ra nó cấu hình nó thì đều tương đương như nhau. Sử dụng 4 sọt than. Công suất của nó là đến 140W, đánh 2 cầu loa AB trở kháng từ 4 ohm. Dòng này thì đánh loa ngai S90D cực kỳ hay. Ngoài ra thì các bác ghép với những dòng loa Nhật thì hôm nay Xuân Đỉnh đã được thưởng thức thử với cách phối ghép của một chiếc Technic V7 với những dòng loa Onkyo hoặc là với những dòng Diatone. Những dòng Technic này đánh lại rất là lực. Riêng cái dòng V7 này nhá, thì cái dòng điện của dòng V7 này thì nó ăn dòng khá là lớn, cho nên là nếu như các bác sử dụng những chiếc đổi nguồn nhỏ thì khi bật lên nó sẽ hút điện rất là mạnh. Cho nên là với những dòng Technic V7 này, công suất thì nó không ghi lớn, nhưng mà cái điện năng tiêu thụ cũng như cái công suất đầu ra của dòng này thì nó rất là khỏe, đánh tốt những dòng loa Nhật Bass 2530. Size của nó là size 43, điện 100V. Và những dòng này thì đều sử dụng mạch New Class A. Khi đánh càng nóng thì tiếng nó lại càng hay. Hình thức thì còn khá là đẹp. Và đây cũng đều là hàng tuyển. Có một chiếc xấu nhất là chiếc dưới cùng thì nó có bị chảy xước. Thì bình thường những chiếc đẹp ở phía bên trên này thì Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 3.500.000 đồng một chiếc, tức là 3.500.000 là hàng đẹp. Còn riêng một chiếc xấu này thì Xuân Đỉnh bán xả cho các bác mức giá chỉ có 3.000.000 đồng. Nó chỉ có cấn tí cạnh đây. Đây. Nguyên zin không sập pa mông má thì nó có cấn tí cạnh. Đây là Xuân Đỉnh chỉ rõ để các bác biết. Còn đâu là nếu như đẹp như những chiếc bên trên thì nó đều có mức giá là 3.500.000. Rất là đẹp luôn đấy. Vì khi quay hiệu ứng trên điện thoại thì cái nó hơi nhấp nháy một chút xíu, vì cái đấy là cái hiệu ứng trên điện thoại thôi, nó không có ảnh hưởng gì cả. Còn tổng quan với những chiếc âm ly thì rất là đẹp. 3 chiếc bên trên hàng đẹp xuất sắc thì có mức giá là 3.500.000. Còn một chiếc bên dưới này thì nó có hơi cấn nhẹ một tí xíu đấy, thì Xuân Đỉnh cũng chỉ rõ các bác. Còn đâu là tổng quan thì đẹp, thì mức giá là 3.000.000 đồng. Technic V7 rất dễ phối ghép về loa, mà tiếng dòng này lại rất là lực. Mặt phai nhôm màu trắng, size 43, đẹp luôn. Đây là phía đằng sau. Những dòng Technic này thì nó sử dụng là các cái cầu loa là cầu cài nhé, nên các bác phải để ý kỹ, cầu nó là cầu cài. Đấy. Dòng này thì nó có cái cần gạt để chỉnh trở kháng của loa. Gạt lên trên đánh từ 4, còn gạt xuống dưới đánh từ 6 ohm. Điện 100V, công suất 140W. Đồng đều và còn khá đẹp, máy móc còn nguyên zin. 3 chiếc bên trên đẹp thì có mức giá là 3.500.000. Còn một chiếc bên dưới xấu hơn thì có mức giá là 3.000.000. Thì tùy theo các nhu cầu sử dụng của các bác, cũng như bác nào không quá quan trọng về hình thức thì các bác có thể lấy chiếc xấu một chút cũng được, giá thành nó sẽ mềm hơn. Còn quan điểm Xuân Đỉnh bán thì cứ tả rõ chi tiết để các bác cũng nhìn rõ luôn. Đấy. Và sang bên này thì có 3 model của hãng Kenwood. Những dòng Kenwood này thực chất ra thì để đánh giá về thương hiệu thì nó sẽ không nổi tiếng bằng Technic hoặc là những dòng Pioneer, Tà Lông, Sơn Xui. Nhưng ngược lại thì có rất là nhiều những chiếc âm ly Kenwood nó
nó có mang một cái cấu hình rất là khủng. Mà đặc biệt là bác nào mà không cần chơi về thương hiệu thì đây là những chiếc Omni mà được đánh giá cao về chất lượng cũng như cái cấu hình. Những dòng này thì đều có công suất trên 200W hết. Chiếc ở bên trên này là dòng Kenwood 7010 các bác nhé. Dòng này thì nó có công suất đến 260W, hai nguồn riêng biệt đấy, mà sử dụng 4 tụ lập nguồn và chạy toàn so sạc Ken 2 vít rất là gấu, máy rất là nặng đấy, công suất của nó là 260W, khỏe hơn cả những dòng sân xui đầu 6 đời cao đấy, đấy, có đánh hai cầu loa AB, A cộng B trở kháng từ 4 ohm, có chỉnh 3 tép volume. Dòng này thì nó có nó lớp đây, nó thay bằng cái bass integer này, súp rích lọc tần số này và năng này. Đường cái đường rích out thì không quan trọng, quan trọng là đường input này là đường vào. Mặt phay nhôm màu đen, size của nó là size 44, máy rất là nặng. Đấy, 4 tụ lọc nguồn, 4 sò 2 vít saken to. Dòng này là sò saken 2 vít của dòng đờ lông 940V các bác nhá. Hai nguồn riêng biệt. Đấy. Chiếc Omni này thì Xuân Đỉnh đang bán mức giá chỉ có 4.500.000 đồng. Và với những cái cấu hình mà những dòng Omni hai nguồn riêng biệt thì nó đều là những dòng Omni đắt tiền. Và ở những dòng Omni Nhật như Pioneer hoặc là Xuân Xui thì với những dòng hai nguồn thì con nào rẻ nhất thì cũng phải tầm 6 triệu. Nhưng với những dòng Kenwood thì nó lại rẻ hơn mà chất lượng đánh rất là lực. Và những chiếc Omni này thì các bác có thể ghép thêm được vang cơ, vang số để hát karaoke. Những dòng Kenwood này thì Xuân Đỉnh đã ghép cho các bác là với những dòng loa Pioneer đánh rất là hay, hoặc là các bác ghép với những dòng loa đờ lông cổ hoặc những dòng loa Kenwood đồng bộ, đánh dòng này thì cực kỳ là phê, mà đặc biệt là giá tiền nó mềm mại. 7001 này thì công suất 260W, 4 tụ lọc nguồn, hai nguồn riêng biệt, máy móc của nguyên zin rất là đẹp, mặt tiền đẹp nên keng không chảy xước, mức giá là 4.500.000. Còn ở dưới là đời cao hơn một chút, nó 7002. Thì sang tới 7002 này thì lệnh sử dụng là 8 sò than nhỏ. Trên này là 4 sò saken 2 vít, bên dưới là 8 sò than. Hai nguồn riêng biệt. Đấy, máy móc thì công suất của nó là 250W. Thì chiếc Omni 7002 này thì Xuân Đỉnh cũng bán cho các bác mức giá là 4.500.000 đồng, bằng chiếc Omni 7010 dưới là 7020. Hai chiếc Omni này đồng giá là 4.500.000 một chiếc. Cấu hình của nó thì tương đương như nhau, nhưng mà chiếc 7020 ở bên dưới thì nó to hơn, dày hơn một chút xíu. Quay như này thì các bác có thể nhìn thấy rõ, và nó cách thức sử dụng nó tương đương như nhau. Đấy. Công suất là 250W. Đấy, mức giá là 4.500.000. Còn là đắt hơn một chút thì nó là chiếc Omni dưới cùng, nó là dòng Kenwood 7050R. Thì dòng này thì nó sử dụng là sò MOSFET. Đấy, 8 sò MOSFET xanh đen. Dòng này là dòng sò khủng. Công suất của chiếc Omni này thì nó đạt là 300W. Đánh hai cầu loa AB. Dòng này thì nó có đường vào đây, input là đường vào. Đấy. Nói chung là dòng này rất dễ sử dụng. Hình thức thì đẹp xuất sắc, không có điểm chê. Tất cả những dòng Omni mặt đen này thì mặt tiền nó cực kỳ là đẹp. Thì chiếc Omni 7050R, dòng này chạy sò MOSFET công suất 300W này thì Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 5 triệu đồng. Chênh nhau 500.000 đồng so với hai chiếc Omni bên trên. Còn đây thì Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác về phía đằng sau, vì góc cạnh của những chiếc Omni thì nó về rất là đẹp. Đây. Kenwood 7010 series 670, điện 100V, công suất 260W. 4 tụ lọc nguồn, hai nguồn riêng biệt. Đấy, mức giá là 4.500.000. Đây là các đường vào. Còn dưới này là 7020. Dòng này thì nó có thiết kế cổng quang, nhưng mà Xuân Đỉnh cũng chẳng biết nó thiết kế để làm cái gì, mà trước mặt nó không có đường chọn cổng quang đâu. Không biết cái này nó có sử dụng qua đường qua cái điều khiển hay không, nhưng mà Xuân Đỉnh thấy là không có điều khiển cũng như có cổng quang mà chưa biết cách sử dụng. Thì Xuân Đỉnh cũng quay rõ để các bác nhìn thấy luôn. Ngoài ra thì các bác dám cắm qua đường AUX tuner CD. Phono là dành cho đế than. Series của chiếc Omni 7020 này là 251, điện 100V, công suất là 250W. Đấy. Còn dưới cùng thì nó là dòng 7050R. Đường vào này, điện 100V. Series là 106, công suất là 300W. Máy móc thì rất là nặng đi. Đây là 7 chiếc Omni mà Xuân Đỉnh vừa giới thiệu chi tiết cho các bác.
Đây đều là những dòng âm đi rất dễ phối ghép và các bác có thể ghép thêm bằng cơ bằng số để hát karaoke gia đình. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại thì các bác cứ liên hệ theo số điện thoại của Xuân Đỉnh là 0395727582, cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tất cả những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.